Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Kính thưa quý vị, thật lòng thì nếu mà có thể trực tiếp được thì tôi cũng muốn hỏi những cái kênh ở phía bên kia, cái kênh cổ trên cổ dưới đấy. Thưa quý vị, cháu Hồ Văn Cường hồi đó đến giờ nó có chửi cha mắng mẹ quý vị chưa? Nhưng mà quý vị thì có. Cháu Cường có đạp đổ chén cơm của các bạn chưa? Không, nhưng các bạn lại dựa vào cái tên Hồ Văn Cường để kiếm tiền có hay không? Hồ Văn Cường nó có làm điều gì sai trái đến bạn, dòng họ bạn hay bạn bè của bạn, hay là những việc gì trong quá khứ cháu Cường có một chút xíu quỷ quái, liếng khoắc thôi đối với lại các bạn chưa? Các bạn làm ơn trả lời dùm những câu hỏi đó. Tại sao các bạn giống như là một cô hồn ma trời cứ theo bám cháu Hồ Văn Cường? Hình như không nhắc đến cháu Hồ Văn Cường thì như là không có cơm ăn hay như thế nào đấy. Thật ra rất muốn lịch sự với các bạn, nhưng cái lịch sự này nó đã đi tới tận cùng luôn, cho nên không thể nào còn cái lịch sự nào để nói với các bạn nữa. Tại vì các bạn không có thông não như người ta. Thí dụ người ta còn cảm hóa được, người ta nghe được những thứ mà thí dụ những người khác nói lại mình cảm thấy những việc làm đó sai trái thì mình cảm thấy nhục liền và mình cảm thấy tự ái liền. Nhưng tôi thấy các bạn hình như không có một cái sự tự ái, không có sự tôn trọng chính bản thân của mình. Các bạn không tôn trọng các bạn thì làm sao người khác tôn trọng các bạn đây? Cũng như ở đây tôi thấy trong cái video clip của Hai Néo này thì những bình luận của cô Mai Hoa hả? Thì cũng chẳng có cái gì mà ấy. Cô ta chỉ nói lên cái nỗi lòng và nói lên những cái bức xúc cái thời gian cháu Cường ở bên kia thôi. Nhưng mà chưa dễ gì hết trơn là thịt co hộp dịch này đã chửi tới tấp cô này là cô hồn các đảng, lũ này lũ kia, mày tao mày tớ. Một người phụ nữ lên trên mạng xã hội nhưng không bao giờ biết lịch sự là cái gì và không biết dùng ngôn từ chuẩn mực cho bản thân của mình mà chỉ để chửi thiên hạ. Tôi cảm thấy buồn cho song thân của cô này. Khi có một đứa con gái như vậy thì cha mẹ rất là buồn chứ. Đi ra ngoài đường thì cha mẹ sẽ bị hàng xóm và người ta sẽ nói như thế nào thì tất cả chúng ta đều hiểu. Khi một người phát ngôn thì nói người ta là ngu, là ngục. Còn nếu mà cô phát ngôn thì như thế nào? Người ta cũng có thể dùng những danh từ đó đối với cô. Tại vì tại sao người ta không chửi được? Thứ nhất, người chửi đầu tiên là cái miệng mình dơ trước, cái miệng mình bẩn trước. Mình cầm một cái đống phân mình ném người ta, đầu tiên nhất là cái bàn tay của mình dơ trước. Nhưng mà thịt co hộp dịch này không bao giờ nhận thấy được những cái đó đâu. Thật ra nếu mà cho ai không não cô ta hay là cho cô ta uống thuốc cả đời nữa, cô ta cũng không bao giờ thấy được những cái chân thượng mỹ và cái đẹp và những cái mà người ta khuyên răng, những cái lời hay lẽ phải, những cái việc làm tốt, không bao giờ biết. Mà chỉ biết một cái vấn đề, đó là chửi thiên hạ. Những cái thứ không có não như cái cô Mai Hoa này mới dùng những danh từ đó. Thật ra danh từ này áp dụng cho thịt cơ hộp thì đúng hơn. Khi chửi người ta, tôi thấy tất cả những thứ gì nó trở ngược lại với lại cái hình trạng của cô này.
Thật sự đúng, Độc Lạ Cà Mau gọi cô này là hai néo là đúng, tại vì hai néo thì mấy con đó, mấy vật đó thì nó không có suy nghĩ nhiều giống như chúng ta. Con người chúng ta nó hơn những cái động vật, vì chúng ta biết đâu là lẽ phải và chúng ta biết suy nghĩ. Đôi lúc chúng ta còn có thể biết suy nghĩ cho người khác nữa. Có nhiều quý khán giả và các bạn có nói rằng là mỗi lần mà tôi mở một hay phút của cô này ra để chúng ta nghe rồi chúng ta phản biện lại thì có nhiều bạn rất là dị ứng và nghe không nổi, cho nên thôi để một mình tôi nghe thôi, quý vị ha. Mai qua thì có nói là giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung thì chỉ có vấn đề hợp tác với nhau để sinh hoạt hàng ngày thôi. Trên phương diện nói chuyện câu này thì có lẽ là Mai Hoa chưa dẫn chứng hết, cho nên cô Thủy Lê này đã dùng cái danh từ đó mà vu khống rồi xong xuôi cái mạ lị người ta bằng một cách rất là chợ búa. Thịt không dịch cho rằng hợp tác làm ăn gì với lại một thằng nghèo rớt mồng tơi như là Hồ Văn Cường. Thật sự ra đây không phải là hợp tác đâu, mà là lợi dụng đấy, lợi dụng thằng bé. Nên nhớ rằng thằng bé đi thi đậu quán quân thì mới có một cái ekip bài mưu tính kế chạy xuống Tiền Giang chở thằng nhỏ lên. Chứ nếu mà lúc đó mà quan lê mà nhận thằng bé làm con nuôi hay hai học trò là xong rồi, là 6 năm cái bóng xà bang bên bển đâu có rưỡng mỡ rồi để ăn no cho mọc thay, rồi ngồi đó suy nghĩ những cái mưu kế hèn bẩn để hại thằng bé cho đến bây giờ. Tại sao có bao giờ chúng ta nghe được thằng bé nói một câu nào mà phản biện lại hay là minh chứng lại cho bản thân của nó chưa? Có bao giờ chúng ta nghe khán giả và YouTuber nói rằng tại sao cứ chửi bên kia không vậy? À, tại vì chúng ta chỉ là những người phản biện cho cháu thôi, chứ không bao giờ lấy cái cớ gì để chửi họ chứ. Và tôi cũng không có rảnh thời gian, và tôi nghĩ rằng nhiều anh em YouTuber ở trên đây cũng vậy, họ không có rảnh thời gian, họ còn công ăn việc làm, với lại gia đình phải take care, chứ họ không thời gian mà đi lên đây bôi xấu người này bôi xấu người kia rồi đi phải phân trần. Thật ra những người rảnh rỗi nhất là những người trong khi livestream, mà đằng sau có Zalo, có số điện thoại, có kênh là để làm gì? Thứ nhất là bán hàng. Quý vị để ý đi, những người mà livestream luôn luôn là không có điện thoại ha, rồi đằng sau có tên tuổi mình, Zalo, kết bạn này kia nọ, là những người chuyên đi trục lợi cho bản thân của mình, bán hàng online và tiền từ thiện của mạnh thường quân trong và ngoài nước. Đó là những con cò từ thiện, mà cò từ thiện thì không bao giờ làm việc cho chính lương tâm của họ, mà họ chỉ làm lương tháng mà thôi, hoặc là lương tuần. Cò từ thiện không bao giờ có lương tâm. Quý vị biết rằng họ lấy được 10 đồng họ chỉ chi ra 1-2 đồng thôi, chứ họ chưa được 5 đồng bạc nữa. Tôi biết rất nhiều chuyện này vì rất có nhiều người kể cho nghe tôi nghe, và tôi cũng đã từng chứng minh những cò từ thiện lắm rồi. À, kính thưa quý vị, họ cứ nói rằng cứ Hồ Văn Cường nuôi nắng Hồ Văn Cường 6 năm. Tại sao 6 năm đó bao nhiêu tiền đi hát không sao kê ra, không làm ra ngô ra khoai, một show bao nhiêu tiền, 310 show là bao nhiêu, sao kê ra đi. Rồi còn nói rằng Hồ Văn Cường lúc mà ở trong nhà đó tạo ra thông ngụy tạo thông tin gặp Phi Nhung Hiền Từ cho nên không thưa kiện, chúng thôi là ở tù với đứa con nuôi rồi. Thịt có dịch này càng ngày hình như càng lú lẫn hay sao á. Thí dụ bạn nuôi một đứa con nuôi đi, nó có chửi bạn,
rồi nó làm những việc còn quấy hơn nữa kìa. Quý vị không thể nào đưa nó đi tù được, không có đứa nào mà kiện lên. Thứ nhất là trẻ em bị thành niên. Thứ hai đó, thưa và kiện tụng nó tội gì? Tội mình không dạy bảo cho nó cho tốt à? Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Không khi nào một đứa trẻ mà tự nhiên nó hư hỏng hết trơn á. Nó phải có một vấn đề xuất phát từ nơi đâu. Hơn nữa những đứa trẻ mà cỡ tuổi 15 cho tới 18, nó khi mà nó không bằng lòng với mình á, là nó phản ảnh mạnh lắm quý vị. Còn cháu Hồ Văn Cường thì không. Ngày 29 Tết vẫn lên xin lỗi trên mạng xã hội. Ngay cả Thùy Dương cũng nói lối dạy con kiểu này nó không có phù hợp. Tuổi trẻ bây giờ nó không phải giống như ngày xưa nữa. Hơn thế nữa, cháu Hồ Văn Cường là một ca sĩ, cho nên cách dạy bảo đó nó lại đi ngược lại với đất nhân tâm. Và mạng xã hội và khán giả nhìn vào cho thấy cái này nó không đúng đối với là cháu Cường, vì cháu cũng là một ca sĩ, cũng là một người có tiếng trong giới showbiz, trong nghệ thuật. Cái này phải nói thật sự là rất là sai trái. Nếu mà tôi nghĩ ở bên Mỹ này mà chúng ta đem một đứa nhỏ lên mạng xã hội, con nuôi hay con ruột gì cũng vậy, mà chúng ta đem lên mạng xã hội mà chúng ta bêu xấu nó, rồi chúng ta bắt nó phải xin lỗi cộng đồng mạng như vậy, thì mạng xã hội sẽ đánh sập bạn ngay, và bạn sẽ bị tai tiếng, rất nhiều báo chí sẽ đưa tên của tuổi của bạn lên liền. Là xấu đó chứ không phải tốt đâu. Cô ta nói nếu gặp gia đình tao là ở tù rồi. Thật ra chắc cô cũng trong tương lai cũng sẽ ủ tờ cho coi. Tại vì thứ nhất, cô hay lên trên mạng chửi Nguyễn Phương Hằng, là nói Nguyễn Phương Hằng chửi này chửi kia, chửi nọ, chửi thiên hà. Nhưng mà tôi thấy cô này không thua kém gì Nguyễn Phương Hằng một chút xíu nào. Và hơn nữa, Nguyễn Phương Hằng người ta còn có chức tước địa vị trong xã hội. Khi mà người ta bị tạm giam thì có nhiều người đứng lên ủng hộ, một phần nào ủng hộ, và một phần nào cũng vẫn còn một số người trung thành và cho là Nguyễn Phương Hằng đúng. Đúng hay sai thì ở đây tôi không bình luận, nhưng mà tôi chỉ nói là cách chửi thôi. Thì cô này còn gấp đôi Nguyễn Phương Hằng nữa. Nhưng khi mà cô này mà bị 331, T31 gọi cô này đi tù, tôi dám chắc rất có nhiều người cảm thấy hạnh phúc, và mạng xã hội sẽ trở lại một cuộc sống bình thường. Và nhiều người rất thích thú. Không phải là người ta thấy một người mà xa cơ thất thế mà người ta thích thú. Tại vì miệng cô này phải nói rằng phải ở trong đó im lặng một thời gian để cho cô ta tỉnh táo, để cải huấn lại và sống cho trọn đạo kiếp người lại. Cô ta nói rằng thằng Cường với cha mẹ nó mất dạy sao thì Mai Khoa mất dạy vậy. Tôi thật sự tôi thấy cô Mai Khoa chưa nói một câu gì nặng hết. Họ chỉ đưa ra những bằng chứng, những phản biện cụ thể mà họ thấy và lấy được những thông tin của từ người này từ người kia. Còn cô này thì nói người ta mất dạy, nhưng thật sự tôi thấy cô này quá ư là mất dạy luôn. Khi không lên trên nó chửi người ta, ai trong bất cứ ai mà lên viết những lời comment, những lời là vô chửi người ta liền. Chỉ cần khác ý một chút xíu là chửi người ta liền, chửi bằng những danh từ, phải nói là chợ búa, những danh từ hạ đẳng cấp nhất trên mạng xã hội. Thì quý vị có thể chấp nhận được con người này không? Tôi thì tôi không thể chấp nhận được. Ví dụ
mà có một mai là sẽ không bao giờ và không bao giờ có. Chứ nếu mà không thì trời ơi đất hỡi luôn rồi. Không dám tưởng tượng tới nếu mà trong thân nhân của mình có một cái người phụ nữ mà miệng mồm như thế này, chắc có lẽ phải viết giấy từ luôn quá. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Thì cũng như mọi ngày, thì mình sẽ đọc lại những cái comment của quý vị. Đó là những gì mà mình thích nhất trong khi mà lên trên đây giao lưu cùng với lại tất cả quý khán giả. Tuyên Lộc có nói rằng cháu Cường là công cụ để người ta khai thác kiếm tiền, giờ cháu ra khỏi nhà đó rồi, không khai thác được nữa thì bắt đầu chèn ép và chà đạp. Đúng vậy chị Tuyên Lộc. Thì họ đã nói rồi mà, họ nói một câu, má Tèo nói một cái câu mà tao đố mày trở lại được sân khấu không á. Thì họ nghĩ rằng Cường sẽ quay trở lại căn nhà đó và xin lỗi cũng như quỳ lạy họ. Nhưng không ngờ, họ không ngờ rằng có Nguyễn Đức Thùy chống lưng cho Hồ Văn Cường. Không phải gọi là chống lưng mà gọi là ủng hộ hết mình. Và dưới một người có quyền lực, có uy thế như vậy thì họ không dám làm gì nữa. Họ không dám ra mặt và nói những câu sắc xéo với là cháu Hồ Văn Cường. Nhưng họ mượn những tay sai, những YouTuber bẩn, YouTuber tà để chỉ trích cháu hàng ngày. Ngọc Tuyền Trần, họ vẫn dẫn dắt dư luận tấn công vùi dập cháu Hồ Văn Cường. Theo các mạnh thường quân tặng quà cho cháu Hồ Văn Cường, nói lại là có người gọi điện thoại cho họ và nói là Hồ Văn Cường có tiền rồi, đừng tặng quà cho nó nữa. Có nghĩa là những cái quà tặng mà vàng vòng này kia nọ, cô Kim Khoa ở dưới Đồng Tháp vậy, họ gọi cho cô ta. Tại vì mới đầu tôi nghĩ rằng, ủa tại sao họ gọi được mạnh thường quân, mấy người đó thì làm sao mà có số điện thoại. Nhưng cô Kim Khoa là cái tiệm chủ tiệm vàng ở dưới Đồng Tháp, thì tiệm vàng thì người ta biết rồi, phải không? Thực ra họ có số và họ nói như vậy đó, quý vị thấy không? Ghen ăn tức ở sân si tới mức độ gọi cho chủ tiệm vàng và nói đừng cho Hồ Văn Cường vàng bạc gì nữa vì nó có tiền rồi. Và chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ nha. Có nhiều người khổ hơn kìa, họ thuyết phục không được thì họ đâm ra dọa người ta nữa. Ca sĩ Sơn Hạ còn bị gọi điện thoại dọa là giết một người trong gia đình nếu mà cứ giúp Cường. Họ ghê gớm lắm, một năm rồi mà vẫn dữ tợn, nên anh Kali hãy tiếp tục có tiếng nói cho cộng đồng để ngăn chặn phần nào sự bị ổi của họ. Vâng, mình cũng có nghe clip của ca nhạc sĩ Sơn Hạ có nói rằng họ gọi cho Sơn Hạ hăm dọa, hăm he đủ thứ chuyện hết trơn á. Rồi mà Sơn Hạ gọi lại thì không được. Và cũng có một hai YouTuber nói rằng họ gọi lời họ hăm he, họ trù ẻo, hoặc là dĩ nhiên họ muốn có những hành động giống như là dằn mặt gì đó. Nhưng mà họ cũng lẹ tai lắm. Khi mà mình muốn mở cái máy thâu âm ra thì họ cắt liền. Họ vừa giống như họ vừa bắt phone, họ gọi một cái rồi nói mày còn giúp nữa tôi giết mày nha, rồi họ tắt liền. Họ không để cho mình thâu âm lại đó quý vị. Có nghĩa là ném đá dấu tay á, vừa chơi vừa sợ nhưng mà cũng còn run. Lê Thị Hoàng Yến, rất thương Hồ Văn Cường. Sự thật về cuộc sống của cháu Hồ Văn Cường trong động quỷ đã làm cho trái tim tôi đau nhói. Cảm ơn anh Kali đã thấu hiểu và chia sẻ cho cộng đồng mạng. Mong mọi người thấu hiểu, bảo vệ cháu Hồ Văn Cường. Hiện giờ cháu Cường vẫn bị phía bên kia hãm hại mọi cách. Vâng, đúng. Hồng Học Nguyễn, cảm ơn mọi sự chia sẻ của anh. Một sự thật hiển nhiên như thế mà suốt ngày lũ YouTube bẩn Hồng Bí Ngô, Thủy Lê, Kiều 88, Cúng Nhà và một số kẻ độc ác khác, chúng nó ra rã chửi thằng bé.
càng nghe càng căm chúng và thương càng nhiều hơn, và càng thương Cường nhiều hơn. Bọn bên ekip bên kia không biết nhục là gì, chứ đâu có ai mà làm vậy. Nếu ngày đó không gặp được Phi Phi, chắc đời của nó không khổ như bây giờ. Bọn nó đã có tính toán trước. Cường nuôi cả ekip nên phải mang ơn nó nhé. Nó vì chữ tình, chứ như kẻ khác sẽ kiện bọn chăn dắt trẻ em. Lúc đó thì ở tù ruột xương. Vâng, theo chúng ta ở ngoài thì chúng ta cũng có nhận xét rằng Cường rất có hiếu với cha mẹ ruột. Tại vì những ông bảo vệ trong đó cũng có nói rằng khi mà cha của Cường từ xa vô trong phim trường thì Cường khoanh tay chào cha mới đến. Chứ không phải một gia đình nông dân chất phác nhưng mà người ta dạy con người ta rất là lễ phép. Chứ không như một số YouTuber bẩn bựa bên kia. Tôi đôi lúc tôi cũng muốn gọi họ cái lũ YouTube bẩn bựa, nhưng mà nhiều khi mình gọi gì không được quý vị ơi, nó ngượng miệng sao á. Họ làm thì được nhưng mà mình làm mình nói như vậy thì nó rất là khó chịu luôn á. Rất muốn lắm nhưng mà nói không được. Bưởi Hương, cảm ơn Kali luôn bình luận chính xác và công tâm. Có một bà ở Mỹ nói trong kênh Lâm TV là Cường hát khán giả cho tiền nhiều lắm, vào trong sân khấu thì bị bọn ekip lấy hết. Họ ăn chặn mà. 13, 14 tuổi đi hát thì nói để giữ giùm cho, để giữ giùm cho. Mà bao nhiêu số tiền giữ đến giờ không thấy số tiền ở đâu chứ. Bao nhiêu năm đi hát được bao nhiêu khán giả tặng tiền, nhất là ở hải ngoại, rồi số tiền đi về đâu? Trong túi của ai đây? Phải không quý vị? Trong túi của má Tèo à. Bỏ vô túi xài, ăn cho mập thay, rồi bóng xà ban bán xà bông giống đó. Mai Hoàng, cảm ơn bác Cali Sài Gòn đã phân tích và phản biện chính xác câu chuyện và luôn bảo vệ cho Hồ Văn Cường. Bác đã nói thay sự suy nghĩ cho bao nhiêu người. Chị Nhiên Nguyễn Thị, cảm ơn Cali Sài Gòn nhận xét công tâm về Cường. Mong từ nay cuộc sống của con sẽ được an vui, thành công, hạnh phúc, bù lại 6 năm tuổi thiên của con bị vắt kiệt sức. Có toan tính gì đâu mà tại sao những người kia có bề ngoài lúc nào cũng như là Bồ Tát. Vân Khánh, anh ơi, lũ bóng xà bang là đĩa đói, cứ bu để hút máu của Cường. Tội nghiệp Cường, trời ơi có mắt. Không xa đâu anh ơi, chúc Cường vui vẻ, hồn nhiên nhé cháu Cường. Quang Nguyễn, mọi người ơi, không phải anh Cali Sài Gòn bên vực bé Hồ Văn Cường đâu, mà anh chỉ nói bên vực cho lẽ phải để minh quang cho Cường. Mọi người rất và cảm ơn anh, mọi người luôn ủng hộ kênh của anh và cảm ơn anh Quang Nguyễn rất là nhiều nha. Phi Nguyễn thì có viết như thế này: Bầu Thụy, danh ca Ngọc Sơn đang lên kế hoạch sắp tới đây, mở live show ghi hình cho em Cường đó anh Cali. Em Cường sẽ hát từ đầu đến cuối luôn, nghe rất vui luôn đó anh Cali Sài Gòn ơi. Anh có biết không anh Cali, lúc đầu thì Phi cứ ngỡ rằng Hồ Văn Cường sẽ một bước lên mây vì làm được con nuôi của Phi Nhung. Nhưng không ngờ chỉ câu nói thần tượng Phi Nhung mà cuộc đời của Cường vô cùng đau khổ, lại tai tiếng ê chề mà chính bọn chúng đã tạo ra, mà cứ đổ lỗi cho Cường, tội cho Cường quá. Chỉ biết im lặng mà chịu đựng, khó có ai mà có tấm lòng kiên nhẫn như Cường. Vâng, đúng vậy, hồi đó giờ những cái chuyện như thị phi, những cái chuyện gì mà trên mạng xã hội đó là cứ bên kia cứ đưa ra không à. Cứ bên kia lên cái ẩn dụ này, cái clip kia, clip nọ, những phát ngôn chì chiết, những cái vu khống, những cái bất lợi cho cháu Cường. Nhưng mà cháu Cường không bao giờ nói một câu nào bất hiếu với mẹ nuôi và không bao giờ nói một câu nào đụng chạm đến ekip cũ. Các bạn có công nhận với tôi cái điểm này hay không? Đó là đức tính tốt của cháu.
Có một vị hình như là ở bên Hàn Quốc, cài viết chữ Hàn Quốc hay Nhật gì đó. Con gái Phi Nhung chẳng có thương yêu gì Cường đâu, vì lúc đó Bầu Thụy lên tiếng chỉ trích Phi Nhung và ekip quá mạnh mẽ. Nó sợ trên thế giới này biết về mẹ nó không tốt nên nó đã năn nỉ Bầu Thụy đừng nói về mẹ nó nữa để so dịu dư luận mà thôi, chứ nó chẳng có tốt lành gì đâu anh. Cái phần này thì mình không có bình luận gì thêm. Dung Kim chào anh Kali cùng gia đình xanh đọt chuối. Giá như Phi Nhung và ekip công tâm trong việc tiền cách xê, giá như một ekip đừng đưa hình bé Cường tra tấn lên cộng đồng mạng, đừng cắt khăn tang và đuổi ra khỏi nhà vào thời điểm đó. Ekip Diễm Phạm không xứng đáng được tình yêu thương của Phi Nhung dành cho bao nhiêu năm nay. Dòng sự kiện không đáng có chỉ vì đồng tiền mà ekip đánh tráo khái niệm. Còn hoạt động trong làng giải trí, hỏi có ca sĩ nào muốn hợp tác với công ty này nữa hay không? Không có uy tín gì cả, đã làm tổn thương Phi Nhung, người gây dựng lên công ty. Mọi người đều tìm hiểu nhìn thấy đối với bé Cường và gia đình không có sai. Đến hôm nay đã có gia đình xanh đọt chuối và là điểm tựa tinh thần cho bé Cường. Hy vọng cho bé học thật giỏi, đem lời ca tiếng hát cho mọi người cùng tiếng thân trên bầu trời tươi sáng. Ân Nông, một kiểu chăn dắt quá tàn ác Hồ Văn Cường. Ốm mà vẫn bắt đi hát show diễn ở Bình Dương, Hải Phòng. Cường không đi hát thì bị roi sắt hoặc là dây thắt lưng. Hồ Văn Cường mệt vẫn bắt đi hát show Bắc Ninh, lúc đó Hồ Văn Cường còn quá nhỏ mà thôi. Cảm ơn anh Kali đã phản biện và phân tích rất chuẩn ạ. Ken Trần, nếu cô giáo Oanh không làm hồ sơ cho em Cường đi thi thì lấy đâu mà ekip của Phi Nhung kể công vậy? Ekip Phi Nhung hay sao kê số tiền, hãy sao kê số tiền của em Cường đi diễn hơn 300 show và tiền khán giả cho em Cường đi. Những số tiền đó đang nằm ở đâu? Cứ nói là nuôi Cường, nuôi cháu Cường. Trời ơi, thằng nhỏ đi hát 6 năm trời, hát liên tục bao nhiêu show. Kinh khủng chưa? Mà nói là nuôi. Cái này là cháu Hồ Văn Cường nuôi lại cái ekip này và nuôi luôn cả những đứa em không cùng huyết thống, mười mấy hai chục đứa luôn nữa. Mấy đứa cháu đó là phải cảm ơn anh của mình, anh nuôi Hồ mình, Hồ Văn Cường. Dầu gì đi nữa là anh nuôi Hồ Văn Cường của mình đã có một chút công hiến, có bỏ công sức của mình để nuôi các cháu đấy. Đừng nghe lời người ta. Khi mà Đức Hiếu hay những cháu bắt đầu lớn ra, hãy suy nghĩ cặn kẽ lại coi anh của mình Hồ Văn Cường ngày xưa đối đãi với mình như thế nào. Đừng có nghe lời một ekip bẩn bựa mà anh em trong gia đình lại có những cái hiềm tị với nhau. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Kali Sài Gòn chia sẻ, giao lưu với tất cả quý vị một chút xíu về những chuyện gần đây nhất của cháu Hồ Văn Cường. Nếu mà bên kia vẫn còn câu like bằng những cái cách bẩn bựa trù dập cháu và đem hình ảnh cháu cũng như gia đình của cháu ra để nói, thì chúng ta vẫn còn phản biện lại, phải không quý vị? Đó là điều hiển nhiên. Vâng, xin chúc đại gia đình một ngày thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc.